tôi không phải là cái rãnh nước mà bạn đáy, mà tôi thấy khai, tôi là biển lớn, tôi chấp triệu bè đáy của bạn. Khi nói đến sự tổn thương, bạn bảo rằng chồng bạn làm bạn tổn thương, thì để tôi nói cho bạn biết, ai đó làm bạn tổn thương là bởi vì bạn đã cho phép họ làm bạn tổn thương. Chính bạn đã cho phép họ làm bạn tổn thương. Bạn đã cho phép họ làm bạn đau. Bạn đã cho phép họ làm cái điều đấy đấy. Các anh chị có thấy cái chương trình Cha Mẹ Thông Thái ấy, thỉnh thoảng có những người vào họ comment xàm xí không? Có đúng không? Đấy, họ vào họ comment xàm xí. Thế chẳng nhẽ tôi bảo, ôi giời ơi, thôi cô không dạy nữa đâu. Xong nó lại bảo cái kia, nó bảo một lũ điên nghe con điên dạy thế kia. Thôi, cô không dạy nữa đâu, ta tổn thương lắm, thôi ta không dạy nữa. Ô, việc của nó comment kệ nó à? Bạn đối xử với tôi như nào nó phản ánh nhân cách của bạn. Tôi đối xử với bạn như nào nó phản ánh nhân cách của tôi. Cái cách bạn đối xử với tôi á, nó không nói lên cái nhân cách của tôi đâu. Bạn làm tổng thống thì bạn cũng nhận 50% sự từ chối. Gần 50% sự từ chối, đúng không? Không ai làm vừa lòng tất cả mọi người trong cuộc đời này hết. Nên ai đó, bạn đối xử với tôi như thế nào nó phản ánh nhân cách của bạn. Còn tôi đối xử với bạn như nào nó phản ánh nhân cách của tôi. Bạn comment linh tinh, đấy là việc của bạn. Bởi vì bạn bị tổn thương, tôi thừa biết. Bạn đòi làm tổn thương tôi á, bạn đòi làm tôi phân tâm á, bạn đòi tôi cảm thấy yếu ớt vì bạn á, bạn nhầm rồi, nhầm to rồi. Mấy cái comment này á, nhầm nhò cái gì đối với tôi? Tôi không phải là cái rãnh nước mà bạn đáy, mà tôi thấy khai, tôi là biển lớn, tôi chấp triệu bè đáy của bạn. Đáy thoải mái, càng đáy càng nhiều khoáng, càng đáy tôi càng mạnh mẽ, càng đáy tôi càng phải tối ưu hóa mọi thứ. Đơn giản là như vậy. Làm sao họ làm mình tổn thương được? Nên các anh chị nhìn thấy không ạ? Trong tất cả các tình huống, cơ mặt của tôi không hề thay đổi. Tôi rất là bình an, tôi rất là hào hứng. Tôi giảng hàng 10.000 người, cực kỳ thoải mái luôn. Làm sao mà họ làm mình tổn thương được, tuổi gì? Còn cái cây của mình nó có quả thì người ta chọc là chuyện bình thường, các anh chị. Họ chỉ mang gậy gộc chọc những cái cây có quả thôi. Cái cây không quả họ chọc làm gì? Nhà mình có hiểu không ạ? Họ gửi đường linh tinh những cái thứ lằng nhằng để lấy data hoặc là lấy danh sách của các anh chị có gì đâu. Nên cái cây có quả nó mới mang gậy đến nó chọc, cái cây không quả thì nó mang gậy đến chọc làm gì? Mà cái cây có quả ngon thì nó lại càng chọc. Nên là đấy là cái phản ánh nhân cách của họ, còn mình kệ họ đi. Đơn giản là như vậy. Mình không cho phép họ làm tổn thương mình. Nên bạn nói rằng ai đó làm tổn thương bạn là bởi vì bạn đã cho phép họ làm tổn thương bạn. Thế thôi. Bạn yếu quá. Họ sờ vào rồi, sờ vào cái bạn đã run lẩy bẩy rồi ấy. Chính bạn đã cho phép họ làm tổn thương bạn, không ai khác. Nên làm sao ai làm tổn thương mình được trong cuộc đời này? Mình yêu mình như này, mình ngưỡng mộ mình như này, mình tôn kính mình như thế này, làm sao tổn thương được? Các anh chị có hiểu điều đấy không? Làm cho mình mạnh mẽ lên. Ai đó nói một câu với là về mất ăn mất ngủ, về không ngủ được, về chăn chọc. Ai đó nói động đến một hai câu thôi là nhớ đến 10 năm. Cộng cái câu nói đấy 10 năm không buông được cái câu nói đấy. Nên là cái cơ mặt không cười được nổi luôn. Nhìn cái mặt đầy đau khổ, căng cứng lại. Thôi học buông dần đi. Buông cái tự sinh. Sinh ơi là sinh luôn các anh chị.
sau 40 tuổi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về khuôn mặt của bạn, về cơ thể của bạn nha. Không phải ôi giời cô ơi, nhà em toàn người xấu lắm mua ạ nên em mới xấu như này chứ. Ôi mẹ em đen lắm nên em mới đen như này, không phải đâu. Sau 40 tuổi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cơ mặt của bạn, về khuôn mặt của bạn luôn. Nên là một, chính bạn đã cho phép họ làm bạn tổn thương. Bạn phải dạy người khác cách đối xử với bạn. Bạn ấy phải là người dạy người khác cách đối xử với bạn. Không thể để cho bạn họ đối xử với bạn vớ vẩn được. Dạy họ cách đối xử với bạn. Nói lằng nhằng không thèm nghe. Bị điếc. Kệ. Cho nên khi nói tử tế thì nghe. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.